Chipu đã xác nhận sẽ tham gia dự án phim Thanh Hoan Độ, một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Dự án này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và do Mango TV cùng Tencent hợp tác sản xuất, dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau. Điều đặc biệt là phim được dàn dựng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn tài năng Dương Lỗi, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh độc đáo cho khán giả. Trong dự án này, Chipu sẽ đóng vai phụ, một thông tin khiến người hâm mộ cảm thấy tự hào và háo hức. Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng đây là cơ hội để cô phát huy tài năng diễn xuất và khẳng định bản thân trong ngành công nghiệp điện ảnh. Khán giả cũng đã bày tỏ sự mong đợi và hồi hộp trước thông tin này. Tuy nhiên, cũng không thiếu những ý kiến bày tỏ sự hoài nghi về việc thông tin được công bố vào ngày cá tháng 4. Các fan của Chipu đã bày tỏ sự ủng hộ và chờ đợi tạo hình cổ trang của nữ diễn viên 9X này. Một số fan còn nhanh chóng lật tung mạng xã hội để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Điều này cho thấy sự quan tâm và đam mê của người hâm mộ đối với sự nghiệp của Chipu. Ngoài Chipu, dự án cũng quy tụ dàn diễn viên tài năng như Triệu Lộ Tư, Lưu Học Nghĩa, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ. Đây là những cái tên đang làm nên tên tuổi của mình trong làng điện ảnh Trung Quốc. Với sự góp mặt của những diễn viên hàng đầu này, Thanh Hoan Độ hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đáng xem và gây được sự chú ý của khán giả. Đại diện truyền thông của Chipu đã chia sẻ rằng thông tin về vai diễn của cô vẫn chưa rõ ràng và sẽ được công bố sau. Trước sự chờ đợi của công chúng, việc này khiến người hâm mộ càng háo hức chờ đón thông tin chính thức về vai diễn của nữ diễn viên tài năng này. Với việc tham gia vào dự án phim lớn Thanh Hoan Độ, Chipu đang mở ra một trang mới trong sự nghiệp của mình. Sau thành công tại Việt Nam, cô đã bắt đầu thử sức tại thị trường điện ảnh Trung Quốc và nhận được sự đánh giá cao từ khán giả. Với kinh nghiệm và tài năng của mình, Chipu hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ và thành công mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Hãy cùng chờ đợi và theo dõi những thông tin mới nhất về dự án phim Thanh Hoan Độ và sự tham gia của Chipu để có cái nhìn đầy đủ về bộ phim này và sự phát triển của nữ diễn viên tài năng này trong ngành công nghiệp điện ảnh.